Trước mắt quý vị đây là mẫu loa karaoke di động công suất cực khủng quý vị nha, là một trong dàn karaoke phải nói là tuy có thiết kế giống như một cái loa kéo kéo thôi nhưng mà cái công suất nó đánh ra như một dàn nhạc sống quý vị ha. Thì bên trong nó được tích hợp cho mình với hai loa bass 40 này ha. Và ở giữa thì nó có một cái loa bass sub 50 có từ 220 tuần 100. Hai bên hông là hai bass 40, tức là loa này là ba bass này, một bass giữa, hai bass bên hông. Bass 40 có từ 190 tuần 75 và hai loa treble 750 ở trên. Dàn máy thì được tích hợp với 4 thiết bị gồm một cục đẩy công suất 4 kênh, đang sử dụng ở đây là hiện tại là 3 kênh quý vị nha. Chúng ta có thể là tăng cường thêm hai loa full bass 30 nữa để mà mở rộng cái công suất cho loa. Và ngoài ra, dòng sản phẩm này được tích hợp với một cái thiết bị vang số karaoke rất là hay. Và những cái chế độ này được nhiệt tay căn chỉnh vào bên trong và cho chúng ta với một cái chất lượng âm thanh rất là hay này, chống hú rất là tốt này, và có cài là những cái chế độ lưu lại ở đây. Khi quý vị dùng thì chỉ việc chọn chế độ là dùng thôi, hoặc ai đó có chỉnh gì đấy thì chúng ta sẽ bấm một nút là nó sẽ quay lại ban đầu thôi ha. Rồi, còn ở đây là thiết bị tân tiến chính hãng của DBA Cautis. Thiết bị này giúp cho chúng ta có thể là sử dụng và kết nối Bluetooth xa hơn và có thể chỉnh được âm bass, âm treble của nhạc. Khi mà dòng sản phẩm này được tích hợp với một cái nâng tiếng vào bên trong thì nó sẽ cho chúng ta với một cái chất lượng âm thanh rất là hay, đã lớn lại còn căng, bass cực căng và âm treble cực sáng quý vị nhé. Đó, chúng ta có thể chỉnh theo ý muốn của mình. Và một bộ phận không thể thiếu đó chính là một đầu thu của micro gồm có hai tay mic. Thì đây là dòng sản phẩm của Shiso, mã số là S900 Pro. Nó có hai tay mic rất là xịn sò và cho chúng ta với một cái chất lượng âm thanh giọng hát rất là hay này, bắt sóng xa này và sóng cực kỳ ổn định quý vị nhé, rất là ổn định luôn và rất là xa luôn. Đây là một trong những cái dòng loa karaoke di động mà những tay nghĩ là nếu như quý vị chúng ta có điều kiện ấy thì chúng ta đầu tư vào một dòng sản phẩm như thế này. Nó có cái giá bán và tên gọi là 1504 và giá của nó là tùy theo hàng quý vị nha, tùy theo đồ. Quý vị chúng ta cũng có thể chọn một dòng sản phẩm này tương tự như thế này ở ngoài thị trường cũng tầm chưa đến 20 triệu thôi ha, chưa đến 20 triệu. Còn ở đây Nhật Tây đang làm cho quý vị chúng ta với một cái phiên bản có cấu hình loa tốt ha, bass treble hàng nhập khẩu và linh kiện từ micro cục đẩy là đều là hàng tốt hơn hết, nên là thử giá mà mềm nhất là phiên bản 23 triệu. Còn cái phiên bản Nhật Tây đang demo và giới thiệu cho quý vị đây này, phiên bản này có giá bán là 29 triệu đã bao gồm phí giao hàng tận nhà cho quý vị nha. Đây là một trong những cái sản phẩm mà Nhật Tây tin rằng là sẽ cho quý vị chúng ta với một cái trải nghiệm âm thanh rất là hay. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để tiến hành test nhạc và test chất lượng âm thanh karaoke nhé.
rồi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lớn sẽ hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện gian dở từ khi mới vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm gì nữa, bằng lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gắm ngọc ngà luôn quay quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dàng nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhắn.